Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Tập đoàn Võ Đường Ngọc Họa. Hôm trước thì chúng ta đã tập từ bài Tai Kyoku Sodan, Tai Kyoku Nidan và Tai Kyoku Sandan, ba bài Tai Kyoku rồi. Thì trong karate người ta không nói là bài 1, bài 2, bài 3, nhưng mà để cho những người học võ qua mạng người ta có thể hiểu và tập theo được á, thì chúng tôi sẽ nói là bài 1, bài 2, bài 3. Và hôm nay chúng ta sẽ tập bài 4 là bài Heian Sodan. Đó, chúng ta nhớ được tên bài là tốt nhất, mà không nhớ được cái đánh buộc phải nhớ theo số nha. Bây giờ chúng ta sẽ tập bài Heian Sodan, bắt đầu. Heian Sodan. Bây giờ thầy Nguyễn Viết Hòa sẽ đi lại nhẹ nhàng một lần nữa để chúng ta xem nhé. Bây giờ quý vị các bạn sẽ theo dõi tôi hướng dẫn kỹ hơn, từ từ, từng đoạn một. Chỗ nào chúng ta không hiểu chúng ta có thể comment bình luận ở phía dưới. Bây giờ chúng ta xem luôn nhé. Đầu tiên là chúng ta đứng ở bi. Sau đó chúng ta phủ lên đòn gạt ghế đam ba đai. Chúng ta đưa chân ra, đặt chân của xua chi. Cả ba cái đấy chúng ta thực hiện cùng một lúc. Đây này. À, mặt chúng ta quay sang bên này, bên trái cùng một lúc, chứ không phải là thực hiện cái trước cái sau mà chúng ta thực hiện cùng một lúc như này. À, chúng ta thực hiện cùng một lúc. Sau đó chúng ta tiến lên nấm hơn Ozuki tấn Jekusumochi. Chúng ta đưa chân phải từ trước ra sau, chúng ta lê chéo sang bên sang bên ra bên sau á, để làm sao để lúc chúng ta quay lại thành thật chân. À, chúng ta quay lại thành thật chân, chúng ta gạt kia ra ngoài này. Sau đó chúng ta rút cái chân về một nửa tấn. Chúng ta rút cái tay về mang tay của mình. Và chúng ta gõ tay ra. Chúng ta gõ cái tay của mình ra. Sau đó chúng ta bước chân trái lên, thật chân cứ xua chi. Đấm. Thuận, Ozuki. Sau đó bước sang bên này, gạt kia ra ngoài này. Và đỡ cao bằng Suto. Ok, đỡ cao bằng sumo, bằng đao tay á, đao tay của mình nhé. Chúng ta gạt xong chúng ta đỡ bằng đao tay. Sau ta tiến lên chúng ta đỡ bằng nằm đấm. Sau khi chúng ta đỡ nằm đấm xong rồi chúng ta hất tiếp, đỡ tiếp bằng nằm đấm và hất cái đao tay lên, hất cái đao tay lên, hất đao tay lên, đỡ tiếp và hét. Ở cái đoạn này chúng ta hét kia. Đây được xem như là gần như là một nửa về quyền. Sau đó chúng ta đưa chân trái từ sau chéo lên. Để làm sao lúc chúng ta quay lại nó thành tấn gen và chúng ta gạt kia ra ngoài. Rồi chúng ta tiến lên tấn gen đấm thuận Ozuki. Sau đó chúng ta đưa cái chân phải của mình từ trước ra sau. Đấy, chúng ta đưa từ trước này ra sau để quay lại thành tấn gen gạt kia ra ngoài. Đó, chúng ta gạt kia ra ngoài và chúng ta tiến lên đấm thuận Ozuki. Chúng ta quay về hướng xuất phát ban đầu để trở về bài quyền và quay về tấn gen xuôi chia hướng này.
Từ đây chúng ta thu chân vào đây, chúng ta quay ra tần chen. Gen có xua chi. Quay ra tần chen, chúng ta gặp ghê đam ba đai. Chúng ta cứ đứng tập hướng theo hướng của tôi là chúng ta sẽ tập được. Cùng hướng với người đang hướng chân là chúng ta sẽ tập được. Và chúng ta tiến về thực hiện 3 động đấm. 1 2 3 hết. Tiếp theo chúng ta nữa. Naname ở tầng Kokutsu-ochi. Kokutsu-ochi. Kokutsu-ochi và sau đó chỉ chéo lên một góc 45 độ, đây là góc vuông. Bây giờ chúng ta tiến lên một góc 45 độ, chúng ta đỡ Naname. Và sau đó chúng ta đưa chân phải ra sau tấn công Sumachi về hướng này. Ta đỡ Naname. Và chúng ta đưa chân trái lên một góc 45 độ. Chúng ta đỡ Naname là kết thúc bài quyền. Đó, sau khi kết thúc thì chúng ta rút chân về ở vi. Sau đó chúng ta nghiêng thì chân trái một nửa, chân phải một nửa. Và chúng ta cũng chào. Chào xong chúng ta ra vi. Là kết thúc bài quyền từ từ ấy. Khi chúng ta làm á thì chúng ta nên làm từ từ cẩn thận để tránh tình trạng nó bị sai khi mà chúng ta thực hiện bài quyền á. Thì khi chúng ta đi, chúng ta cứ đi từ từ, không phải vội vàng nhé. À, cứ thong thả từ từ chúng ta đi, không ai chống mình đi chậm mà bị trượt cả. Chỉ có đi sai mới bị trượt. Còn đi chậm không sao, nên chúng ta cứ thong thả từ từ. Nghiêm chào, hít thở, xong đó chúng ta mới ra bi, và chúng ta hít thở, xong đó chúng ta mới đi. Không phải vội vàng gì. Rồi, cảm ơn quý vị và các bạn đã đón xem. Hãy đăng ký kênh của chúng tôi để theo dõi nhiều video về nhiều lĩnh vực khác nhau, cũng như để ủng hộ kênh của chúng tôi ngày càng phát triển. Có gì cần hỏi, chúng ta hãy comment bình luận ở phía dưới. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những video tiếp theo. Xin chào, tạm biệt quý vị và các bạn.